Điểm tin Việt Nam vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 có những phần tin như sau. Số người chết toàn cầu do coronavirus tăng cao. Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan đóng cửa biên giới vì dịch bệnh. Tokyo hãy huấn luyện tình nguyện viên thế vận hội vì sợ nhiễm virus. Và sau đây là bản tin chi tiết. Theo đài CNN đưa tin cho hay, số người chết toàn cầu do coronavirus tăng nhanh, Tính tới sáng ngày 24 tháng 2, thì dịch bệnh coronavirus gây ra đã làm chết hơn 2.522 người, trên tổng số 79.359 ca mắc bệnh trên toàn thế giới. Ở Ý vào cuối tuần trước, thì dịch bệnh coronavirus mới đã giết chết 3 người và lây nhiễm cho nhiều người khác ở miền Bắc của nước Ý, buộc nhà chức trách cấm các sự kiện công cộng. Ý hiện nay là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, với phần lớn là các trường hợp tập trung ở vùng Lombardy, trái tim tài chính và công nghiệp của Ý giữa các báo cáo về nhiễm chẩn đoán về coronavirus di chuyển ở Ý, thì quân đội đang đóng cửa các trường học và thực hiện các bước phòng ngừa khác. Tại Nhật Bản, thì có 838 người đã bị nhiễm COVID-19 và có 4 người đã chết. Còn tại Nam Hàn, thì chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước tình hình lây lan quá nhanh của coronavirus. Nam Hàn hiện nay là đứng thứ ba trên thế giới với số người nhiễm lên tới 763 người và đã có 7 người tử vong. vẫn là tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Theo tin từ đài CNN, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan sẽ đóng cửa biên giới với Iran do sự bùng phát của coronavirus. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan đã cho biết vào hôm Chủ nhật. Theo hãng tin nhà nước Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến từ Iran. Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Koka đã cho biết, Afghanistan đã đóng cửa biên giới với Iran sau khi họ tuyên bố đang thử nghiệm ba người bị nghi ngờ nhiễm virus corona. Ba người gần đây đã trở về từ Iran. Để tránh lây nhiễm virus corona, thì chính phủ Afghanistan đã tạm đóng cửa với Iran thông qua đường bộ hoặc đường hàng không. Các biên giới cũng đã bị đóng cửa. Theo một trang web của An ninh Quốc gia Afghanistan cho biết, hãng hàng không Kuwait Airways vào cuối tuần trước cũng thông báo sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Iran. Jordan cũng đã đóng cửa biên giới với Iran và cấm nhập cảnh công dân Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc những người nước ngoài đến từ các quốc gia này. Hiện nay, thì ngoài Trung Quốc đại lục, thì Iran có 8 người tử vong, Nam Hàn có 7 người, Nhật Bản đã báo cáo là có 4 trường hợp, trong khi Ý 3 người, Hồng Kông có 2 trường hợp, Đài Loan, Philippines và Pháp, mỗi nước báo cáo một trường hợp tử vong. Đài Loan vào hôm Chủ nhật đã xác nhận thêm hai trường hợp mới của coronavirus, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận lên trên đảo này là 28 người. Hai bệnh nhân là một người cha 80 tuổi và người con trai 50 tuổi. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã cho biết, hai người này không có đi du lịch gần đây, nhưng các chuyên gia y tế tin rằng họ có thể đã bị nhiễm virus từ một người họ hàng gần đây đã đến thăm Trung Quốc đại lục. Bên cạnh đó, các quan chức y tế công cộng ở Ontario, Canada cũng đã xác nhận một trường hợp dương tính với chủng coronavirus mới vụ việc liên quan đến một người phụ nữ đến từ Canada từ Trung Quốc vào hôm thứ Sáu. Bộ Y tế Ontario cho biết, biểu hiện của cô ấy là bị ho, liên tục không được cải thiện. Theo báo cáo của báo chí, thì kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có kết quả dương tính với coronavirus. Các quan chức đang chờ xác nhận cuối cùng từ phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ở Winnipeg. Hiện thì bệnh nhân đã được xuất viện và đang tự cách ly. Các quan chức đang làm việc để liên lạc với hành khách máy bay có thể đã ở gần bệnh nhân. Lebanon cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus ở đất nước này, là một công dân đến từ Iran. Dẫn một nguồn tin từ đài VOA cho hay, các nhà khoa học trên thế giới đang nỗ lực để tìm kiếm manh mối về cách thức mà coronavirus này lây lan. Trong một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc báo cáo vào cuối tuần trước, có nhắc đến một trường hợp là một người phụ nữ Trung Quốc 20 tuổi từ Vũ Hán tới An Dương, nơi mà cô ta đã lây bệnh cho 5 người thân trong gia đình, mà không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm bệnh nào. Khi mà người thân của cô gái bắt đầu cả bệnh, các bác sĩ đã cách ly người phụ nữ và kiểm tra xem cô ta có virus corona hay không. Lúc ban đầu, thì người phụ nữ trẻ xét nghiệm âm tính với virus, nhưng xét nghiệm sau đó cho biết kết quả dương tính, nhưng cô không hề bị các triệu chứng như là ho, sốt, đau họng và phổi cô cũng bình thường. Các nhà khoa học đã hỏi liệu có thể bị nhiễm virus mà không ngã bệnh hay không? Câu trả lời dường như là có. Theo bác sĩ Kulam một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, người không tham gia vào nghiên cứu đã cho hay. Các nhà khoa học trong nghiên cứu nói, nếu là tiếp tục phát hiện những cái trường hợp như vậy, thì việc ngăn ngừa COVID-19 sẽ rất khó khăn. Nhật Bản sẽ là nước đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo năm 2020. Theo lịch thì sẽ tổ chức huấn luyện cho các tình nguyện viên vào ngày thứ Bảy cuối tuần trước, nhưng phải hoãn vì virus corona đang lây lan. Từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Nhật Bản thì đã có nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu nước này có hủy bỏ Thế vận hội khi dịch bệnh đang lan tràn hay không? Một số nhà đầu tư đang lo ngại dịch bệnh có thể làm hỏng Thế vận hội dự kiến sẽ được khai mạc vào tháng 7 năm nay. Nhưng trong một thông cáo cho hay thì việc hoãn huấn luyện sẽ không ảnh hưởng gì đến các hoạt động tại Thế vận hội và ban tổ chức không xem xét việc hủy bỏ Thế vận hội. cũng tin liên quan đến dịch bệnh. Các nhà khoa học đã hệ thống lại từng ngày mà coronavirus xâm nhập vào cơ thể đến khi phát bệnh. Ngày thứ nhất, thì bệnh nhân bị sốt, có thể cảm thấy mệt mỏi, đau cơ và ho khan. Một số bệnh nhân có thể có bị tiêu chảy hoặc bị buồn nôn từ một hai ngày trước đó. Đến ngày thứ năm, thì bệnh nhân có thể bị khó thở, đặc biệt nếu là những người cao tuổi hoặc có tiền sử mắc bệnh lý. Ngày thứ bảy, thì trung bình đây là thời gian bệnh nhân thường nhập viện theo một nghiên cứu của Đại học Vũ Hán. Vào đến ngày thứ 8, thì bệnh nhân mắc bệnh nặng, 15% người bệnh rơi vào hoàn cảnh này. Theo CDC Trung Quốc báo cáo, với sự phát triển của hội chứng suy hô hấp tiến triển, ARDS thường xảy ra khi chất lỏng tích tụ ở phổi dễ gây ra tử vong. Vào ngày thứ 10, nếu các triệu chứng của bệnh nhân trở nên tệ hơn, đây được coi là thời gian xâm nhiễm thêm bước mới. Bệnh nhân có khả năng được chuyển vào phòng săn sóc tích cực. Chỉ một phần nhỏ tử vong ở giai đoạn này ước tính khoảng 2%. Đến ngày thứ 17 thì thời gian trung bình cho những người phục hồi sau nhiễm virus, sau đó thì người bệnh sẽ được xuất viện. Trên đây là trình tự thông thường, tuy nhiên thì các triệu chứng đầu tiên có thể sẽ không đến ngay sau khi một người bị nhiễm bệnh. Lauren Asselsmeyer, một nhà dịch tế học tại Đại học Texas ở Austin cho biết, một bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể sẽ không có những biểu hiện những triệu chứng trong 5 ngày hoặc nhiều hơn. Nhưng Parents Lachinia, bác sĩ x tại Đại học Thomas Jefferson đã chỉ ra rằng cách phát tán của COVID-19 trong cơ thể có thể trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng bùng phát mạnh mẽ, nhu cầu về khẩu trang là vô cùng lớn. Một nhà máy chuyên sản xuất tả và băng vệ sinh lớn nhất ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã vận hành máy sản xuất khẩu trang nhanh nhất thế giới, có khả năng sản xuất 1.000 chiếc khẩu trang một phút. kính thưa quý vị, để theo dõi các chương trình, quý vị có thể vào trang Facebook tin Mừng Cho Người Nghèo hoặc vào trang Youtube Trang AMEN TV để xem những video đặc sắc. Và khi xem, quý vị hãy nhớ bấm subscribe cho AMEN TV và bấm like cho trang Facebook tin Mừng Cho Người Nghèo. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình ngày đầu tuần vui vẻ, an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.